À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô Trang thân mến, xin chào tất cả các con. Rất vui khi được đồng hành cùng chúng ta trong bài học ngày hôm nay. Trong video này, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau khám phá bài 90, hai phần mới, uông, uốc. Cùng đọc hai phần này với cô nhé. Uông, uốc. Rất dễ thôi nhưng cần sự tập trung từ các con đấy. Do vậy, chúng ta sẽ chăm chú lắng nghe video để cô trò mình có một tiết học hiệu quả nhé. Đầu tiên nào, hãy cùng đến với phần số 1 làm quen. Cô có phần thứ nhất, đó là phần uông. Các con cùng quan sát và đọc theo cô. Uông, uông. Phần uông sẽ được phân tích và đánh phần như sau. Phần uông gồm có âm uô đứng trước, âm ngờ đứng sau và đánh vần là uô ngờ uông, uông, uô ngờ uông, uông. Quan sát tiếp đến hình ảnh này nào. Đối chúng mình biết đây là gì? À đúng rồi đấy, đây chính là quả chuông và cô có tiếng để chỉ hình ảnh này, đó là tiếng chuông. Chuông. Tiếng chuông có chứa phần uông. Cô sẽ phân tích tiếng chuông như sau. Tiếng chuông gồm có âm chờ đứng trước, phần uông đứng sau và đánh vần là chờ uông chuông, chuông, chờ uông chuông, chuông. Cô có phần thứ hai, đó chính là phần uốc. Cùng đọc theo cô nào. Uốc, uốc. Phần uốc gồm có âm uô đứng trước, âm cờ đứng sau và đánh vần là uô cờ uốc, uốc, uô cờ uốc, uốc. Chúng mình có biết hình ảnh này là gì không? Đây chính là ngọn đuốc đấy và cô có tiếng đuốc. Tiếng đuốc có chứa phần uốc. Cô phân tích tiếng đuốc như sau. Tiếng đuốc gồm có âm đờ đứng trước, phần uốc đứng sau và thanh sắc trên đầu âm ô. Các con sẽ đánh vần, đó là đờ, uốc, đuốc, sắc, đuốc, đuốc. Đờ, uốc, đuốc, sắc, đuốc, đuốc. Như vậy là chúng ta đã được làm quen với hai phần mới qua hai tiếng chứa vần. Hãy cùng đọc lại theo cô nào. Uông, chờ uông chuông, chuông, uốc. Đờ uốc đuốc sắc đuốc đuốc. Cô khen tất cả các con vì đã đọc rất to và rõ ràng hai phần mới và hai tiếng chứa phần. Cùng cô đi tìm hiểu xem hai phần này có đặc điểm gì giống nhau, có đặc điểm gì khác nhau nhé. Phần uông và phần uốc có điểm giống nhau là ở âm đầu đều là âm u ô, khác nhau ở âm cuối. Phần uông có âm cuối là âm ngờ, còn phần uốc có âm cuối là âm cờ. Hãy cùng cô chuyển sang đến bài tập số 2 để cùng thực hành nhận biết hai phần mới này. Bài tập số 2 xếp hoa vào hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm bông hoa có nghi tiếng chứa phần uông. Nhóm thứ hai là nhóm bông hoa có tiếng nghi vần chứa uốc. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng dừng màn hình lại và thực hiện xếp hoa tương ứng vào hai nhóm sao cho đúng nhất nhé. Các con đã thực hiện xong chưa nào? Hãy cùng so sánh kết quả với cô. Cô có tiếng đầu tiên, đó là tiếng uốc. Tiếng uốc chứa vần uốc. Cô sẽ xếp bông hoa vào bên chứa vần uốc. Tiếp theo, xuồng. Tiếng xuồng chứa vần uông. Cô xếp vào bên tay trái. Tiếng buồng có chứa phần uông, cô xếp vào bông hoa ở bên tay trái. Tiếp tục nào. Thuốc có chứa phần uốc, cô xếp vào phía bên này. Luồng, luồng có chứa phần uông, cô sẽ xếp vào bên tay trái. Và cuối cùng, tiếng buộc ở bông hoa này có chứa phần uốc, cô sẽ xếp vào đây. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm được tất cả là ba bông hoa có ghi tiếng chứa phần uông
và ba bông hoa có ghi tiếng chứa vận uốc. Cùng đọc lại với cô nhé. Guốc, xuồng, buồng, cuốc, luồng, buộc. Cô khen tất cả các con vì đã đọc rất to và rõ ràng, làm chính xác được bài tập này. Cùng cô chuyển sang những phần tiếp theo nào. Phần số 3, tập đọc. Bài tập đọc có tên là Con công lận hận. Đây chính là hình ảnh con công đang xả xuống hồ nước. Phía xa xa, từ bờ bên kia, có chú chim cuốc đang nhìn công. Vì sao công lại xả xuống hồ? Vì sao công bị gọi là lận thận? Hãy cùng lắng nghe cô đọc nhé. Con công lận thận. Công cho rằng nó đẹp nhất trần gian. Một hôm, công ưỡn ngực đến bên hồ. Nó bỗng nhận ra trong hồ có một con công khác. Nó bèn xà xuống hồ để so sắc đẹp. Nhưng nó vừa xuống, con công kia đã biến mất. Công ngụp lặn tìm, nó ướt nhẹp, run cầm cập. Chim cuốc nhìn công, gật gù. Đẹp mà chẳng khôn. Như vậy là cô đã đọc mẫu cho các con nghe bài tập đọc Con công lận thận. Trong bài tập đọc này, chúng ta lưu ý luyện đọc những từ ngữ sau. Lận thận, lận thận, trần gian, trần gian, ưỡn ngực, trà xuống, biến mất, ngụp lặn, ướt nhẹp, run cầm cập, chim cuốc, gật gù. Sau khi luyện đọc xong các từ ngữ, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu số câu trong bài tập đọc này. Bài tập đọc này có tất cả là 9 câu. Các con sẽ cùng cô luyện đọc từng câu. Con công lận thận. Công cho rằng nó đẹp nhất trần gian. Một hôm, công ưỡn ngực đến bên hồ. Nó bỗng nhận ra trong hồ có một con công khác. Nó bèn xà xuống hồ để so sắc đẹp. Nhưng nó vừa xuống, con công kia đã biến mất. Công ngục lặn tìm. Nó ướt nhẹp, run cầm cập. Chim cuốc nhìn công, gật gù.
đẹp mà chẳng khôn. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc các câu trong bài tập đọc, cùng dựa vào bài tập đọc này trả lời cho cô câu hỏi liên quan đến bài. Ý nào đúng? A. Con công trong hồ là một con công khác. B. Con công trong hồ là bóng của con công trên bờ. Con chọn ý nào? Ý A hay ý B? Đáp án của cô đó là ý B. Con công trong hồ là bóng của con công trên bờ. Vì sao nhỉ? Bởi vì khi con công đạp xuống nước mặt nước thì cái bóng của con công bị biến mất. Do đó, con công đó không phải là một con công thật, mà đó chỉ là cái bóng của con công. Khi mà soi gương mình xuống mặt nước thì sẽ nhìn thấy mình đúng không nào? Vậy thì vì sao công bị gọi là lần thận nhỉ? Và vì sao Trung Quốc chê công là đẹp mà chẳng khôn? À, đó là bởi vì công ngu ngốc không nhận ra rằng con chim trong hồ chính là cái bóng của nó, và nó cứ tưởng rằng đó là một con công khác. Do vậy mà Trung Quốc đã chê rằng đẹp mà chẳng khôn và bị gọi là lật thận. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tập viết. Các con sẽ cùng tập viết vần uông và tiếng chuông. Để viết được vần uông, chúng ta sẽ viết chữ U, chữ O, chữ N, G. Chuyển sang tiếng chuông, viết chữ cờ, chữ hờ và vần uông. Cùng quan sát video tập viết nào. Xong vần uông và tiếng chuông, chúng ta sẽ cùng tập viết đến vần uốc và tiếng đuốc. Để viết được vần uốc, chúng ta sẽ viết chữ U, chữ O, chữ C. Chuyển sang tiếng đuốc, viết chữ D, chữ U, chữ O, chữ C và dấu sắc trên đầu chữ O. Cùng quan sát video tập viết nhé. Nào, bây giờ hãy ngồi thật ngay ngắn cùng với bút và vở ở trên bàn và viết thật đẹp và nấn nót cho cô hai vần và hai tiếng chứa vần nhé. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng các con đã học được thật nhiều những kiến thức bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các con. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.